Trước tiên tôi xin được thay mặt tất cả các mục sư ở trong ban tổ chức ở trong các hội thánh của Chúa ở tại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ có lời chào thăm tất cả quý ông bà anh chị em cũng là con dân Chúa từ các hội thánh đến đây thờ phượng Chúa chung với chúng tôi buổi sáng hôm nay. Tôi thật cảm tạ ơn Chúa chúng ta có thời giờ thờ phượng Ngài. Mục sư Nguyễn Hùng Vương đã chia sẻ lời Chúa bữa tối hôm qua và buổi sáng hôm nay ông sẽ đến với chúng ta trong sứ điệp sống tỉnh thức. Tôi ước mong là con dân Chúa sẽ dự ngày hôm nay, tối nay và ngày mai. Nếu mà ai mà tối ngày hôm qua vắng mặt thì tôi nghĩ rằng đã có bài giảng của mục sư ở trên Internet rồi. Chúng ta về nghe tập 1, sáng hôm nay chúng ta nghe tập 2, tối nay chúng ta nghe tập 3 và tập cuối cùng là tập sáng ngày mai là tập hấp dẫn nhất để chúng ta biết kết cục là phải tỉnh thức như thế nào. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn bởi vì Chúa đang ở đây với chúng ta. Cầu xin Chúa ban phước trên tất cả hội đồng, ban phước trên từng lời chúng ta chia sẻ, được nghe chia sẻ lời Chúa buổi sáng hôm nay. Tôi kính mời Hội Thánh Chúa cùng mở Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 21 từ câu 24 đến câu thứ 36. Xin tất cả quý con dân Chúa cùng mở Kinh Thánh. Xin chúng ta cùng nhau đứng lên để cung kính nghe lời của Đức Chúa Trời. Luca đoạn 21, từ câu 24 đến câu thứ 36. Tôi kính mời toàn thể hội đồng cùng đọc chung với tôi mấy câu kinh thánh này. Luca 21, từ câu 24 cho đến câu thứ 36. Xin chúng ta bắt đầu. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn. Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao. Còn dưới đất, dân các nước sầu não, rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền, đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên vì sự giải cứu của các ngươi gần tới. Đoạn Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng: hãy xem cây vả và các cây khác, khi nó mới nức lọc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Vậy hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng? Và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa. Vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp nơi trên mặt đất cũng vậy. Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Mỗi người chúng ta đến với Chúa trong thời giờ này, mỗi người chúng ta nài xin Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật để nói với chúng ta chân lý lẽ thật và ban cho chúng ta sự sống từ trong lời của Ngài. Tôi kính mời tất cả mọi người chúng ta đến với Chúa trong thời gian này. Con tạ ơn Chúa vì danh của Ngài là lời của Đức Chúa Trời và lời Chúa là lời sống. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa Thánh Linh Ngài đến
và dạy cho chúng con lẽ thật chân lý. Và xin Chúa đem lời sự sống của Ngài trồng vào trong mỗi đời sống của chúng con. Xin Chúa làm cho lời Chúa lớn lên trong mỗi đời sống của chúng con. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài sức dầu trên đầy tớ của Chúa là người sẽ ban phát sứ điệp cho chúng con ngày hôm nay, để cho cả kẻ nói lẫn người nghe được gây dựng, được nhắc nhở, được lớn lên. Chúng con sẽ trở nên những công cụ hữu dụng cho Ngài. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi kính mời Hội Thánh Chúa cùng ngồi. Chúng ta sẽ lắng nghe lời Chúa qua đầy tớ của Ngài. Xin kính mời Mục sư. Một lần nữa kính chào tất cả quý tôi con của Chúa rất là thân yêu của chúng tôi trong danh Chúa của Thế Giêsu. Hôm nay là ngày thứ hai mùa xuân ở tại Úc. Tại Úc và tiếng Anh không biết vì lý do nào họ gọi là xứ Down Under, và tiếng Việt chúng ta dịch đó là miệt dưới. Và miệt dưới nó luôn luôn thời tiết đi nghịch với miệt trên. Quý ông bà anh chị em ở miền trên này, mùa hè thì chúng tôi mùa đông, và mùa đông vừa kết thúc vào cuối tháng 8 vừa qua, và bước sang tháng 9 thì chúng tôi đã bước sang mùa xuân, cho nên hoa bắt đầu nở ở tại Úc Châu. Và một lần nữa xin kính chào quý ông bà anh chị em theo cái cách của người Việt chúng ta là cung chúc tân xuân. Tôi tin rằng tất cả quý ông bà anh chị em đều đã tỉnh thức phải không? Qua sự thờ phượng như thế này mà ai chưa tỉnh thức thì mới là điều lạ. Và tôi tin rằng Hội đồng Lửa Thiên lần thứ 12 lần này ban tổ chức chọn chủ đề là hãy tỉnh thức. Thì tôi tin rằng ban tổ chức muốn diễn giả làm thế nào để khi giảng thì con cái Chúa đều thức. Không muốn diễn giả là những chuyên viên gây mê. Có một tân mục sư khi đến một hội thánh, và sau vài tuần thì ông rất là khó chịu, ông rất là thỏa lòng với hội thánh mới. Nhưng mà có một điều ông khó chịu đó là ở trong hội thánh, ông thấy bắt đầu có những người không có tỉnh thức. Và có một ông ngồi hàng đầu và chấp sự của hội thánh nữa. Và khi ông đứng giảng thì ông thấy cái cảnh này thì ông mất hết tinh thần. Và ông cầu nguyện, ông không biết giải quyết cách nào. Cho nên một ngày kia đang khi suy nghĩ thì ông thấy một đứa bé tên là Tèo và con của ông chấp sự này chạy ở phía ngoài văn phòng. Thì ông cảm ơn Chúa vì có giải pháp rồi. Và ông kêu cô Tèo vào văn phòng và nói rằng: Tèo ơi, mục sư có một công việc vô cùng quan trọng ở trong hội thánh mà mục sư muốn nhờ con giúp giùm. Mục sư sẽ cho con $1 mỗi Chủ nhật. Và cô Tèo nói rằng được góp phần vào công việc quan trọng của hội thánh với mục sư thì là một vinh dự rồi, con sẵn sàng. Hơn thế nữa còn được $1. Và mục sư cho biết là con sẽ làm gì? Mục sư nói dễ thôi, mỗi Chủ nhật con ngồi gần ba con, mà khi ba con ngủ thì con nhéo một cái. Bởi vì mục sư thấy cái cảnh ba con ngồi băng trước mà ngủ thì mục sư không thể nào giảng được. Mà con chỉ cần nhéo một cái thôi thì mục sư mỗi Chủ nhật cho một tuần. Cụ Tèo sẵn sàng và vui. Thì hai tuần kế mục sư vui mừng vì thấy ông này không ngủ được. Nhưng mà rồi đến tuần thứ ba thì cái cảnh đó nó vẫn tái diễn. Và mục sư buồn quá mới mời kêu cụ Tèo lại: tại sao mục sư đã nhờ con làm được hai tuần tốt quá, bây giờ như vậy? Cụ Tèo cầm $1 trả lại: con xin trả tiền lại cho mục sư. Thưa mục sư cho con $1, nhưng mà ba con cho con $2 để con đừng có nhéo ba con nữa. Cho nên rồi thì tiếp tục có những người không có tỉnh thức ở trong hội thánh. Cái này nó không quật. Và tôi thấy rằng các mục sư của hội thánh ngũ tuần hay là ân tứ đó, họ có một cái cách khác, và tôi thấy cách này nó hiệu quả hơn để giúp cho con cái Chúa khi nghe giảng luôn tỉnh thức. Quý bạn chị muốn biết cách đó là cách gì không? Hả? Đang khi họ giảng, quý bạn chị em thấy họ thường nói là Hallelujah, Amen, Hallelujah, Amen, can I get an Amen? Người ta không nữa. Hoặc là họ muốn nhấn mạnh thì họ nói là hãy xây qua người bên tả, xây qua người bên hữu, vỗ dây và nói rằng Amen, Hallelujah. Và tôi thấy cách đó quật. Cho nên nếu ai muốn ngủ trong giờ giảng thì xin vui lòng đừng đến hội thánh ngủ tuần.
Và buổi sáng hôm nay tôi cũng muốn quý ngoại anh chị em tỉnh thức, bây giờ quay qua người bên tả và người bên hữu mình, vỗ vai và nói rằng hãy tỉnh thức. Không ai ngủ hết rồi phải không? Bây giờ chúng ta trở lại với câu gốc mà tôi muốn chia sẻ. Tôi nhận được email của ông sư Hồ Hiếu Hà và nói rằng chủ đề là hãy tỉnh thức và dựa trên Luca 21 câu 36. Và từ đó tôi suy nghĩ đến lời của Chúa. Tôi mời quý ông bà anh chị em cùng đọc chung với tôi câu kinh thánh ở trên màn ảnh đây. Chúng ta cùng đọc chung với nhau. Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Để có thể hiểu rõ hơn phân đoạn kinh thánh này, quý bạn chị em có thể trở về nhà và xem lại từ đầu của đoạn Luca 21 này. Chúa Giêsu nói về những biến cố của sự tái lâm và Chúa cho biết rằng từ câu 7 đến câu thứ 19 thì Chúa cho những cái dấu hiệu có thể thấy được xảy ra, báo hiệu thời kỳ cuối cùng. Từ câu 20 đến 24 thì Chúa nói về những dấu hiệu liên quan đến thành Jerusalem. Từ câu 25 đến 28 thì Chúa cho thấy những cái dấu hiệu trên trời và dưới đất. Và từ câu 29 đến câu 33 thì Chúa nói về cây vả nứt lọc. Và đặc biệt phần cuối từ câu 24 đến câu 34 đến câu 36 thì Chúa nói về sự chuẩn bị bên trong. Như tôi nói đêm hôm, bốn phần đầu đó là những dấu hiệu mà chúng ta thấy nó xảy ra, nó cận kề rồi. Và từ câu 34 đến 36 là so what? Chúng ta sẽ làm gì trước những dấu hiệu đó? Và đây là những điều mà Chúa muốn con dân của Chúa khi tỉnh thức, khi nhìn thấy những dấu hiệu, biết rằng Chúa sắp tái lâm, thì chúng ta cần phải chuẩn bị như thế nào ở bên trong đời sống tâm linh của Ngài, của mình. Và Chúa nói rằng vậy hãy tỉnh thức vì luôn và cầu nguyện các ngươi để các ngươi tránh khỏi tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Cho nên buổi sáng hôm nay một lần nữa tôi muốn mời quý ông bà anh chị em suy nghĩ về chủ đề này với ba câu hỏi rất là đơn giản mà sáng nay một sư Alan Tùng đã giải thích một số vấn đề ở trong bài giảng của tôi rồi. Thứ nhất đó là tại sao phải tỉnh thức, thứ hai tỉnh thức có nghĩa gì, và thứ ba là tỉnh thức như thế nào. Đó là ba phần của chủ đề sống tỉnh thức buổi sáng hôm nay. Tại sao chúng ta phải tỉnh thức? Quý bạn chị em thử suy nghĩ tại sao chúng ta phải tỉnh thức. Tôi tin rằng câu trả lời hầu hết đều biết, phải không? Bởi vì Chúa sắp tái lâm, cho nên chúng ta phải tỉnh thức. Và điều đó đúng, không có gì sai. Nhưng mà tôi muốn tóm tắt lại ba điểm chính thôi. Thứ nhất là bởi vì chúng ta đang ở tuyến đầu. Quý bạn chị em ở đây có thường hát cái bài hát là tại chốn trận tiền không? Nếu anh tìm ác sẽ thấy tôi tại chốn trận tiền. Lúc nào Kinh Thánh cho biết là chúng ta là người lính của Chúa Giêsu, và không phải là lính hậu cần, mà là chúng ta là lính tiên phong ở trận tiền. Nói đây tôi nhớ có câu chuyện vui rằng một sáng thứ hai một sư gặp một thanh niên và nói rằng hôm qua không thấy anh đi nhóm. Mình là lính của Chúa mà hôm qua lính của Chúa tập hợp lại chuẩn bị hành quân là không thấy em. Thì thanh niên này: dạ thưa mục sư, em vẫn là lính của Chúa chứ, lính tại sao không có mặt khi mà tập hợp lại? Thì em này: dạ thưa mục sư, em thuộc về lực lượng đặc biệt, nó ẩn phía sau không à. Chúng ta là lính ở trận tiền, luôn luôn phải đối diện với kẻ thù. Lực lượng nổi tiếng của Mỹ đó là lực lượng Navy SEAL, và ở bên Úc thì họ có một cái lực lượng cũng tương tự như vậy và rất là nổi tiếng, gọi là SAS. Và lực lượng này luôn sát cánh với quân đội Mỹ, đánh ở bên Trung Đông, đánh ở Afghanistan, thì họ luôn luôn yêu cầu Úc gửi cái lực lượng này đi trước. Và tôi đọc về tài liệu về việc huấn luyện lực lượng siêu của quân đội Mỹ thì rất là khắc khe, cực kỳ khắc khe. Và số lính hoàn tất các lớp học huấn luyện siêu chỉ có 10% thôi. Tức là 100 người tham dự khóa huấn luyện thì đến cuối khóa huấn luyện cuối cùng có thể tốt nghiệp được chỉ còn có 10 người. Và trong cái phase đầu tiên của lớp huấn luyện thể chất thì người lính phải chịu huấn luyện là 20 giờ mỗi ngày và chỉ được ngủ tối đa 4 giờ mỗi tuần. 20 giờ huấn luyện mà chỉ mỗi tuần chỉ được ngủ tối đa
4 tiếng đồng hồ thôi chứ không phải là mỗi ngày. Tức là lúc nào họ cũng phải thức tỉnh, và lực lượng SAS của Úc cũng giống như vậy. Bởi vì họ luôn luôn chiến đấu ở trong lòng đất địch. Họ luôn luôn có kẻ thù xung quanh mình. Họ là những người lính ở trận, ở tiền tuyến, cho nên họ luôn luôn phải tỉnh thức. Câu Kinh Thánh quen thuộc ở trong Phi-líp thứ nhất đoạn 5 câu 8 rằng: vậy hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Chúng ta đang chiến đấu ở giữa lòng đất địch và chung quanh kẻ thù đang rình mò xung quanh, mà nếu mình không tỉnh thức thì nguy hiểm vô cùng. Có một câu chuyện thật mà tôi nghe một vị mục sư hiện tại đang học về Chúa ở Âu Châu, ở Thụy Sĩ. Và trước đây thì ông vì lý do nào đó, ông bị cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa truy nã, cho nên ông chạy vào bên trong và ông đi theo Việt Cộng. Và sau đó thì ông được thăng tiến và rồi ông lên đến sĩ quan của đặc công. Ông kể câu chuyện mà tôi luôn nhớ, ông nói rằng một ngày kia tin tình báo cho biết rằng sư đoàn chính ngày đó, sáng hôm đó sẽ hành quân cái khu vực đó. Và họ sẽ từ ngoài đồng trống họ tiến vào trong khu vườn, và họ biết chắc như vậy cho nên họ cử một cái đại đội để đi phục kích trước. Và vào mùa khô cho nên đại đội đặc công của Việt Cộng ở trong các đống rơm núp sẵn đó, để khi mà lính sư đoàn chính ở ngoài tiến vào, trước khi vào đến khu vườn thì bất ngờ họ sẽ đứng lên và họ sẽ đánh sáp lá cà. Và mọi sự chuẩn bị và diễn ra đúng y như vậy. Nhưng mà các anh lính được cử nổ phát súng đầu tiên ở trong cái đống rơm đầu đó, thì anh đó lại ngủ quên. Cho nên chính lính sư đoàn chính đã tràn vào, đã đi tới và đã kế bên rồi mà chưa nghe cái tiếng súng đầu. Cho nên cuối cùng thì có một người và không chịu được cho nên đứng lên và nổ súng. Và lúc đó sư đoàn chính biết rằng Việt Cộng đang ở trong đống rơm, và họ cứ đè đống rơm họ bắn vào đó, và hầu như là cả đại đội đặc công bị tiêu diệt chỉ vì một anh lính ở tuyến đầu không tỉnh thức. Quý mệnh cho em và tôi phải tỉnh thức, bởi vì chúng ta là lính ở tuyến đầu. Chúa Giêsu nói là hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Trong khi Chúa Giêsu tỉnh thức là chiến đấu trong sự cầu nguyện, thì các môn đồ thân tín của Ngài lại ngủ. Trong đời sống cơ đốc nhân, con cái Chúa rất dễ ngủ hay là trở nên không có quan tâm. Cám dỗ tấn công khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta bỏ bê những lĩnh vực thuộc linh, và chúng ta dễ dàng trở nên mục tiêu tấn công của kẻ thù. Vì vậy chúng ta cần phải đề cao cảnh giác trước khả năng bị tấn công và cầu nguyện để giữ vững sự tỉnh thức. Qua đó Chúa Thánh Linh sẽ thêm sức để chúng ta đắc thắng trong sự cám dỗ. Sứ đồ Phao-lô nói là hãy đề cao cảnh giác, tức là hãy tỉnh thức trong nguyên ngữ, hãy giữ vững đức tin, phải can đảm và mạnh mẽ. Cho nên lý do mà chúng ta là những người lính của Chúa Thế Giêsu, chúng ta phải tỉnh thức là bởi vì chúng ta đang ở tuyến đầu, chúng ta đang bị kẻ thù vây quanh. Lý do thứ hai chúng ta cần phải tỉnh thức, đó là bởi vì chúng ta đang ở điểm cuối. Hồi nãy mình ở tuyến đầu, nhưng mà chúng ta đang ở thời điểm cuối cùng của Ngài Chúa Giêsu trở lại. Ai trong chúng ta cũng biết điều đó. Ai trong chúng ta cũng biết rằng dấu hiệu về Ngài Chúa Giêsu trở lại rất là gần. Chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng. Chúng ta đang ở thời điểm cuối. Và nếu ai còn nghi ngờ điều này thì cứ lên Google và đánh cái chữ Sign of the End Times, thì quý bà anh chị em sẽ thấy hằng hà sa số tài liệu nói về dấu hiệu cho biết rằng chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng. Tại Đại học Chicago có treo một chiếc đồng hồ hết sức là đặc biệt gọi là Doomsday Clock. Khi đây tôi thấy trang trí cũng có chiếc đồng hồ, mà chiếc đồng hồ nó chạy quá 12 giờ rồi. Cái Doomsday Clock này họ lập vào năm 1947 do Ban Quản trị Khoa học và An ninh của Hội Khoa học gia Nguyên tử của Mỹ thực hiện. Mặt đồng hồ lúc đó thì họ chỉ 12 giờ khuya là cái thời điểm tận thế dựa theo khoa học. Và năm 1947 khi làm cái đồng hồ này thì họ để là còn 15 phút nữa đến 12 giờ khuya, tức là gần đến ngày tận thế rồi. Và nhưng mà năm 2016 vừa qua thì ban quản trị đã vặn đồng hồ chỉ còn có 2 phút rưỡi nữa thôi thì đến 12 giờ khuya và đến ngày tận thế.
Và với những việc mà Tổng thống Mỹ rút khỏi Hiệp ước Khí thải Nhà Kính, với việc Bắc Hàn bắn quả tiễn lung tung chúng ta đã nghe, thì tôi nghĩ rằng nay mai họ sẽ vặn cái đồng hồ tới có thể chỉ còn 2 phút hay là 1 phút rưỡi. Tức là họ thấy rằng dựa vào khoa học, vừa dựa vào những sự kiện xảy ra trên thế giới, họ thấy rằng cái ngày cuối cùng của thế giới rất là gần. Và lời Chúa cảnh báo chúng ta rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Cho nên chúng ta đã biết rõ chúng ta đang ở điểm cuối của thời kỳ Chúa Giêsu trở lại, và Chúa Giêsu sẽ tái lâm rất sớm, rất sớm. Nhưng không ai biết chính xác ngày giờ, cho nên chúng ta cần chuẩn bị. Nếu Chúa Giêsu tái lâm trong hội đồng lửa thiên lần thứ 12 này, thì quý ông bà anh chị em đã có sự chuẩn bị gì? Nếu chưa, quý ông bà anh chị em cần phải chuẩn bị, bởi vì chúng ta đang ở điểm cuối. Và trong phân đoạn kinh thánh này, Chúa cũng nhắc nhở chúng ta rằng hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Vì chúng ta đang ở tuyến đầu, vì chúng ta đang ở thời điểm cuối, cho nên chúng ta cần phải tỉnh thức. Và trong câu kinh thánh này cũng cho chúng ta một điểm thứ ba nữa, đó là để chúng ta thoát khỏi tai nạn. 23 câu Luca 21 câu 36 cho chúng ta biết rằng: vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Chúa Giêsu nói gì ở đây? Đừng ngủ, hãy tỉnh thức, hãy đề cao cảnh giác. Bởi vì nếu ngủ, chúng ta sẽ bị sốc trước những tai nạn kinh hoàng bất ngờ xảy đến cho nhân loại, như lưới bẫy chụp trên con mồi. Vì vậy, cơ đốc nhân cần phải tỉnh thức hầu thoát khỏi cơn đại nạn. Nói về sự tái lâm của Chúa Giêsu thì thần học gia tranh luận với nhau có ba cái khuynh hướng về sự tái lâm của Chúa, và ba cái khuynh hướng liên quan đến cơn đại nạn. Khuynh hướng thứ nhất thì nói rằng Chúa Giêsu sẽ tái lâm trước đại nạn. Chúa Giêsu tái lâm tiếp rước hội thánh của Ngài rồi ở dưới thế gian này đại nạn mới xảy ra. Khuynh hướng thần học thứ hai thì Chúa Giêsu tái lâm giữa đại nạn, tức là 3 năm rưỡi chịu đại nạn thì Chúa tái lâm giải cứu hội thánh và thế gian chịu tiếp 3 năm rưỡi. Và khuynh hướng thứ ba thì nói rằng Chúa Giêsu tái lâm sau cơn đại nạn. Quý bạn cho em muốn chọn theo khuynh hướng thần học nào thì quý bạn cho em cứ tự nhiên mà chọn. Bởi vì tất cả ba khuynh hướng này họ đều dùng kinh thánh để mà backup cho mình, và họ vẫn tiếp tục tranh cãi. Quý bạn cho em thích cái khuynh hướng nào thì cứ theo, nhưng mà cá nhân tôi thích cái đầu tiên. Tôi thích được tiếp rước lên trước khi đại nạn xảy ra. Còn ai mà có thú đau thương đó, thích thú đau thương đó, thì cứ chọn khuynh hướng thứ ba, cứ chịu 7 năm đại nạn đi, rồi sau đó được Chúa cất lên. Nhưng mà Luca 21 câu 36 thì tôi nghĩ rằng hỗ trợ cho khuynh hướng đầu tiên, đó là người tỉnh thức, con cái của Chúa sẽ được cất lên trước cơn đại nạn. Vì Chúa nói là để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Cho nên tôi tin rằng Chúa Giêsu sẽ tái lâm trước cơn đại nạn. Và nếu chúng ta tỉnh thức thì chúng ta sẽ được cất lên, mình sẽ tránh được điều này. Còn nếu mình không tỉnh thức như tôi chia sẻ đêm hôm qua, 50% đi trước, 50% ở lại, đi chuyến sau, thì chịu cái cơn đại nạn này. Quý ông bạn chị em nếu thích ở lại để chịu đại nạn thì đừng tỉnh thức, cứ tiếp tục ngủ đi. Còn nếu ai muốn được cất lên để gặp mặt Chúa trước cơn đại nạn như lời Chúa nói thì hãy tỉnh thức. Bản King James tiếng Anh dịch cái chữ được tránh khỏi là be counted worthy, to escape on these things, và tạm dịch là được kể là xứng đáng, tức là do tỉnh thức để thoát khỏi các tai nạn sẽ xảy ra. Và tôi tin rằng câu này không phải chỉ nói về việc được cất lên trước cơn đại nạn thôi, nhưng còn là có thể thoát khỏi những thử thách và tai nạn đến trong đời sống hàng ngày của quý bạn chị em nếu quý bạn chị em tỉnh thức. Có bác biết bao nhiêu cơ đốc nhân gặp tai nạn bất ngờ xảy đến mà sau đó nhìn lại, nếu mình chịu để ý, mình chịu tỉnh thức thì mình có thể thoát được. Và Chúa nói rằng đứng trước mặt con người, tạo nên trong tôi một hình ảnh của những người nam, những người nữ trung tín, tỉnh thức, đứng trong sự chiến thắng trước mặt Chúa Giêsu.
trong ngày lớn của Chúa. Tôi muốn là một thành viên ở trong nhóm này, và tôi cũng khuyến khích quý ông bà anh chị em hãy khao khát để trở thành một thành viên ở trong nhóm, được đứng trước mặt con người trong ngày Chúa Giêsu trở lại. Điểm thứ hai, chúng ta cùng suy nghĩ tính thức con nghĩa gì. Tôi search ở trên mạng, tôi thấy về sống tỉnh thức, bên Phật giáo, bên Công giáo cũng có định nghĩa và tôi thấy nó lý thú. Thiền viện Thường Chiếu ở Việt Nam thì trong bài sống tỉnh thức viết như thế này: tỉnh thức là chữ tỉnh có nghĩa là tỉnh táo, thức có nghĩa là nhận biết. Như vậy gặp bất cứ vấn đề gì, người Phật tử phải tỉnh táo nhận định cho chính xác, hiểu thật rõ ràng rồi mới đi đến quyết định. Cho nên tỉnh thức có nghĩa là tỉnh táo nhận biết. Tôi xét ở trên phía Công giáo thì Linh Mục Thái Nguyên nói rằng tỉnh có nghĩa là hết say sưa, không mê muội, thôi mơ tưởng, thức là nhận ra, nhận biết. Và ông nói rằng tỉnh thức nó là không có, người tỉnh thức là người không có ảo tưởng về bản thân và cuộc đời, không nhầm lẫn mộng tưởng với thực tại, không còn mê muội mơ hồ, nhưng là người nhận biết mình đang biết, biết về thực trạng của bản thân, biết về thực chất của mọi việc trần thế, biết về thực tại của mọi biến chuyển xung quanh, để có thể sống thực tâm với Chúa và thực tình với mọi người và thực tế trước mọi hoàn cảnh. Nhưng mà tôi thấy rằng dường như nó thiếu thực tiễn. Chữ tỉnh thức ở trong tiếng Anh là wash, ở trong tiếng Hy Lạp có hai cái từ, đó là agrubneo và grigorio. Nó có nghĩa là stay awake hay là to be sleepless, không có ngủ. Mang hình ảnh của sự cảnh giác cao độ của một người lính canh. Người lính canh ban đêm càng phải đề cao cảnh giác cao độ hơn người lính canh ban ngày nữa. Và hai từ này thường mang ý nghĩa ẩn dụ và thuộc linh. Và đó là chính là loại tỉnh thức mà Chúa Giêsu muốn nói đến. Và Chúa Giêsu nói rằng, nghiên cứu điều này thì cho biết rằng Chúa muốn nhấn mạnh đến vấn đề thức tỉnh tâm linh của chúng ta, như tôi nói trong phần kinh thánh này. Tỉnh thức là chú ý đến bất cứ điều gì làm ngăn chặn việc bước đi với Chúa của chúng ta. Bất cứ điều gì làm ngăn chặn việc bước đi với Chúa của mình nhận biết ngay thì đó là tỉnh thức. Và bảo đảm rằng chúng không làm cho chúng ta thiếu hiểu biết trong vấn đề thuộc linh. Và tỉnh thức là cái giá để trả để có thể được chiến thắng liên tục. Và thất bại trong sự tỉnh thức liên quan đến hậu quả là chúng ta đánh mất những gì Đức Chúa Trời muốn phán hay muốn làm với chúng ta. Nếu Chúa muốn dùng quý bạn chị em mà quý bạn chị em không tỉnh thức, quý bạn chị em không thể nghe được tiếng phán của Chúa, không thể biết được ý muốn của Ngài trên đời sống của mình. Giữ tỉnh thức ở trong Luca thì nó liên hệ đến vấn đề thức tỉnh tâm linh. Chữ agrumneo, chữ này xuất hiện 4 lần ở trong Tân Ước. Lần thứ nhất do Chúa Giêsu nói trong Luca Mát đoạn 13 câu 33 như chúng ta biết, và ở trong Luca. Và lần thứ hai là ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18. Sứ đồ Phao-lô nói rằng hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu này, hãy kiên trì tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Ở trong Hebrew đoạn 13 câu 17 là hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi vì các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên tỉnh thức ở đây không có nghĩa là thức hoài không ngủ, nhưng mà nó có nghĩa là thức tỉnh về phương diện thuộc linh. Mình nhận biết những gì đang xảy ra liên hệ đến sự tái lâm của Chúa về đời sống tâm linh của mình. Câu chuyện 10 người nữ đồng trinh rất là quen thuộc mà chúng ta biết. Có phải chỉ có 5 người ngủ và 5 người thức, và khi chàng rể đến cho nên 5 người thức được chàng rể tiếp vào không? Không. Kinh thánh là chàng rể đến trễ và cả 10 cô đều ngủ. Nhưng mà 5 cô được kể là khôn là bởi vì có dầu. Và dầu chỉ về nhiều dấu hiệu, nhưng mà một trong những điều đó là Chúa Thánh Linh ở trong đời sống của mình. Người này mặc dầu thể xác ngủ nhưng mà tâm linh thức. Vì lẽ đó khi chàng rể đến thì 5 cô này sẵn sàng để được bước vào bên trong. Nhiều người thường cố đón ngày Chúa Giêsu tái lâm, cách Chúa Giêsu tái lâm. Và chúng ta biết rằng biết bao nhiêu người đã đưa ra, đã định ngày Chúa Giêsu tái lâm. Chúa Giêsu tái lâm là chắc chắn.
quý ông bà anh chị em không cần phải đón ngày định ngày, nhưng mà vấn đề là quý ông bà anh chị em phải chuẩn bị như thế nào. Và lời Chúa nói rằng hãy thức tỉnh vì các ngươi không biết ngày cũng như không biết giờ. Chúa Giêsu trở lại càng gần chừng nào thì việc thức tỉnh tâm linh càng cấp bách chừng ấy. Chúng ta đang bước vào trong thời kỳ cuối cùng. Đây là lúc chúng ta cần phải chuẩn bị tâm linh của mình cho ngày gặp Chúa. Và một trong những điều chuẩn bị tôi nói đêm hôm đó là đeo đuổi sự thánh khiết. Chúng ta cần sống trong tình trạng liên tục trò chuyện với Đức Chúa Trời, thức tỉnh và lắng nghe, đề cao cảnh giác cao độ mọi lúc và mọi khi. Đó là những gì Chúa Giêsu hướng dẫn trong điều này. Và thứ hai, Chúa Giêsu nói rằng chúng ta cần phải không có ngủ mê. Thức có nghĩa là không ngủ, đơn giản vậy thôi. Câu 34. Vậy hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng. Tôi không biết có nghe quen quen không. Hôm thứ hai rồi thì phải, tôi được anh chị Kim Lạc chở đi Seattle by night. Và anh nói một điều và tôi thấy lý thú là có một cái CD mà giờ tựa đề là Sleepless và nói về thành phố Seattle, tức là họ không có ngủ. Và tôi nghĩ rằng về phương diện thuộc linh, nhiều con cái của Chúa cũng bị mấy cái vụ này đây, và khiến cho chúng ta lại có thể làm việc nhiều giờ, không ít ngủ, nhưng mà tâm linh thì bị mê mẩn. Một người gọi cái việc này đó là hiệu chứng của loại đất thứ ba. Hiệu chứng của loại đất thứ ba ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13, Chúa Giêsu kể bốn loại đất, quý bạn xem quen câu chuyện đó phải không? Chúa Giêsu, đất thứ ba là loại đất bụi gai. Và Chúa Giêsu giải thích rằng hạt giống rơi nhằm bụi gai chỉ về người nghe đạo, nhưng lòng lo lắng về đời này, ham mê giàu sang làm cho đạo chết nghẹt, không kết quả được. Một người khi bị vướng vào hiệu chứng này sẽ không thể sống tỉnh thức. Họ bị mê mẩn, hạt giống đạo trong họ bị chết nghẹt, và họ chìm đắm ở trong cái điều quen thuộc đối với quý bà anh chị em ở đây gọi là The American Dream. Và nếu một hội thánh mà có nhiều người chạy theo American Dream thì hội thánh đó sẽ trở nên Sleeping Church. Có câu chuyện vui kể rằng một ngày kia mục sư đương giảng để nhìn xuống thấy cái cảnh hội thánh như thế này. Cho nên ông ngoắc ông chấp sự trưởng và ông nói: ông chấp sự ơi, ông phải tới đây bảo ông lãnh tiền, đi hãy đi lãnh tiền dân. Ông chấp sự hơi đỏ mặt thức dậy và nói rằng: thưa mục sư, mình đã lấy tiền nhân rồi trước khi mục sư giảng, mục sư quên rồi sao? Tôi nhớ, nhưng mà ông phải đi lấy tiền dân một lần nữa để tín đồ phải trả tiền nghe giảng và trả tiền có chỗ ngủ nữa. Và họ dân rồi, họ đi lấy tiền dân lần thứ hai trong buổi nhóm đó. Và khi họ lấy tiền dân lần thứ hai thì không ai dám ngủ nữa hết, vì sợ bị lấy tiền dân lần thứ ba. Có thể hội thánh chúng ta không ngủ theo nghĩa đen, nhưng ngủ trên phương diện thuộc linh. Tôi muốn hỏi quý bạn chị em, khi quý bạn chị em ngủ thì tâm trí quý bạn chị em chú ý đến điều gì? Suy nghĩ trả lời. Khi ngủ thì tâm trí quý bạn chị em chú ý đến điều gì? Chú ý đến gì? Khi ngủ thì tâm trí chúng ta chú ý đến nothing, không có chú ý gì hết. Mình không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình hết. Và khi chúng ta chìm đắm trong giấc ngủ thì chúng ta tâm trí chúng ta đã chết với thế giới này. Chúng ta không biết bất cứ những điều gì đang xảy ra. Và ý tưởng chính của việc này đó là ngủ là không nhạy cảm với trách nhiệm. Nếu thức chúng ta sẽ quan tâm đến trách nhiệm của mình, nhưng khi ngủ chúng ta sẽ không nhạy cảm với những gì xảy ra trong hội thánh. Và đó là lý do có những tín đồ đi nhóm ở trong nhà thờ từ Chủ nhật này đến Chủ nhật khác, nhưng mà họ hoàn toàn vô cảm trước những gì xảy ra trong hội thánh, trước những nhu cầu của hội thánh, là bởi vì họ đang ngủ về phương diện tâm linh. Trở nên vô cảm với mối quan hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu, trở nên vô cảm trước những trách nhiệm thuộc linh của mình. Vì vậy cho nên chớ ngủ, nhưng mà hãy tỉnh thức. Ngày Chúa trở lại đã gần, ai cũng biết điều đó. Hãy thức tỉnh tâm linh của mình, hãy nhạy cảm trước những nhu cầu của hội thánh và những nhu cầu ở xung quanh mình. Và điểm cuối cùng đó là chúng ta tỉnh thức như thế nào.
tỉnh thức như thế nào. Tôi nghe ông thân tôi kể câu chuyện thôn quê, chuyện vui miền quê trước đây mấy chục năm rồi mà tôi vẫn nhớ. Ông nói rằng có một bà lớn tuổi dọn nhà đến một cái làng kia, và nơi đó thì mọi người cho bà biết rằng ở đây có rất là nhiều ăn trộm, và ban đêm mà bà ngủ đó thì ăn trộm nó sẽ khoét vách đào ngạch và nó vô để nó ăn trộm đồ của bà. Cho nên bà làm thế nào đó mà bà đừng có ngủ, mà hễ bà ngủ đó thì ăn trộm nó sẽ vô, nó rình xung quanh sẵn rồi ha, ngủ thì ăn trộm vô. Thì bà này sợ quá cho nên bà cứ thức trắng đêm này qua đêm kia, bà không ngủ được. Nhưng mà lớn tuổi làm sao thức không biết được, cho nên một vài đêm thì bà mệt mỏi và mà hả bà sợ ngủ thì bị ăn trộm nó vô lấy đồ. Cho nên là cuối cùng bà nghĩ bà luyện ra được một cái môn nội công thâm hậu, đó là nói đang khi ngủ. Và đang khi ngủ thì bà vẫn nói rằng bà thức đây chứ bà nào có ngủ đâu, hình minh họa hồi đó bà chưa có iPad. Nhưng mà bà cứ nói rằng bà thức đây chứ bà nào có ngủ đâu, hồi cái bà thức đây chứ bà nào có ngủ đâu. Mấy đứa ăn trộm nó rình nó, bà già này sao mà cả tuần lễ không thấy bà ngủ, đêm nào cứ nghe bà nói bà thức đây chứ bà nào có ngủ đâu. Và cuối cùng nó nghiên cứu rồi nó thấy rằng mặc dầu miệng bà nói rằng bà thức đây chứ bà nào có ngủ đâu, nhưng mà bà đã ngáy rồi, bà đã khò rồi, cho nên nó đào ngạch tự nhiên, đào ngạch phét vách vô nó dọn hết đồ của bà, trong khi bà vẫn nằm đó nhắm mắt và nói rằng bà thức đây chứ bà nào có ngủ đâu, và ăn trộm thì nó dọn hết rồi. Và có khi con cái Chúa cũng nói rằng đi nhóm hội đồng lửa thiên về nói thưa mục sư, con thức đây chứ con nào có ngủ đâu. Nhưng mà ma quỷ nó dọn hết hồi nào mình không hay. Cho nên chúng ta tỉnh thức là ở đây lời Chúa nói rằng hãy tỉnh thức luôn luôn. Câu 36 phần A nói rằng vậy hãy tỉnh thức luôn. Vậy hãy luôn luôn tỉnh thức, lúc nào các ngươi cũng phải tỉnh thức, theo bản dịch 2011. Không phải đợi đến hội đồng lửa thiên hay hội đồng giáo hạt hay là trại hè hay trại phục hưng mới tỉnh thức, nhưng mà phải tỉnh thức luôn luôn. Chữ tỉnh thức ở trong nguyên ngữ Hy Lạp như chúng tôi nói đó thì nó có nghĩa là trở nên không ngủ, to be sleepless. Hàm ý rằng phải quan tâm liên tục như một người thức canh mà canh người thân yêu của mình đang bị bệnh nặng. Không biết quý bạn chị em có kinh nghiệm này không? Khi người thân của mình, ha, con cái, ha, cha mẹ, người thân bị bệnh nặng mà mình là cái người canh thì mình luôn luôn thức để theo dõi cái nhu cầu. Và đó là ý nghĩa của cái chữ tỉnh thức luôn luôn. Môn đồ của Chúa Giêsu ngày nay rất dễ bị chi phối bởi thế gian, từ những nhu cầu và những ước muốn của xác thịt cũng như từ mưu kế của ma quỷ. Cho nên một khi chúng ta di chuyển tầm nhìn của mình khỏi việc tái lâm của Chúa Giêsu thì chúng ta đang mất sự tỉnh thức. Chúng ta đang sao lãng và rồi chúng ta nhanh chóng trở nên giống như thế gian. Và Chúa Giêsu cảnh báo rằng chúng ta phải sẵn sàng đứng trước mặt Ngài bất cứ thời điểm nào và trình báo về Ngài cuộc đời của mình. Nếu Chúa Giêsu tái lâm trong kỳ hội đồng lửa thiên lần thứ 12 này, thì quý ông bà anh chị em sẽ thưa gì vậy Chúa? Ở trong khi nói đến tỉnh thức, thì ngoài tỉnh thức luôn luôn, thì Kinh Thánh cũng đề cập rằng hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Đây là cái điều luôn luôn đi song hành với nhau. Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện. Tỉnh thức và cầu nguyện là anh em sinh đôi với nhau, luôn luôn đi song hành với nhau. Tôi tin rằng quý bạn cho em hiểu rõ tầm quan trọng và quyền năng và sự cần thiết của sự cầu nguyện. Và nếu muốn bắt được tầm quan trọng của sự cầu nguyện như thế nào thì hãy xem gương của tiên tri Daniel. Chúng ta biết các nịnh thần tâu với vua Darius lập kế để gài bắt Daniel, hại ông, và ra lệnh không cho cầu nguyện với bất cứ thần nào khác. Nhưng mà Daniel vẫn tỉnh bơ mỗi ngày 3 lần và mở cửa sổ hướng về thành Jerusalem và cầu nguyện. Và nếu làm như vậy, Daniel sẽ bị quăng vào trong hang sư tử. Nhưng mà đối với tiên tri Daniel thì ông sợ sư tử Giuđa, tức là Chúa Giêsu, hơn là sư tử của vua Đa-riêu. Cho nên ông vẫn tiếp tục cầu nguyện, mặc dù ông biết rằng nó sẽ đối diện với sự chết. Cầu nguyện là vấn đề sống và chết đối với Daniel về phương diện xác thịt. Nhưng mà về phương diện tâm linh thì cầu nguyện là vấn đề sống và chết của con cái của Chúa.
Tôi nghĩ rằng không có vấn đề nào quan trọng hơn vấn đề sống và chết. Cho nên tỉnh thức sẽ giúp cho chúng ta cầu nguyện, và cầu nguyện giúp cho chúng ta tỉnh thức. Và như tôi nói, tôi rất vui khi những ngày qua tâm tình với mục sư Hồ Hiếu Hà, thì ông luôn nhắc về sự cầu nguyện. Và ông muốn giải quyết nan đề hội thánh bằng sự cầu nguyện. Ông đề cập đến sự cầu nguyện. Và đó, điều đó sẽ giúp cho chúng ta luôn tỉnh thức. Tại một vùng ở Phi Châu, các cơ đốc nhân đầu tiên họ coi việc tỉnh thức và cầu nguyện rất là nghiêm túc. Cho nên mỗi tín hữu họ có một cái chỗ riêng ở bên ngoài cái làng của mình để mà họ biệt riêng ra, giống như là cái phòng kính riêng của họ đó, để họ cầu nguyện. Họ đi ra khỏi cái làng và họ đi xuyên qua cánh rừng và họ đến cái chỗ đặc biệt mà họ chọn đó, rồi mỗi ngày họ để thì giờ ở đó để tương giao với Chúa. Và bởi vì họ đi lại, đi tới đi lui mỗi ngày như vậy đó, thì ở những cái lối đi của họ đó, nó trở thành một cái lối mòn. Và người ta nhìn trên cái lối mòn đó thì người ta biết có những người tín đồ đang đi cầu nguyện. Nhưng mà nếu người nào vì lý do nào đó mà đôi ba ngày không đi cầu nguyện thì cái lối mòn đó cỏ nó mọc. Cỏ nó mọc ở trên lối mòn đó. Cho nên họ nhắc với nhau, họ nói rằng cỏ đang mọc trên lối đi của anh chị. Một cách lịch sự. Thì người đó viết rằng bởi vì nhiều ngày qua mình không có đi cầu nguyện cho nên cỏ nó mọc. Và tôi nghĩ rằng cái này rất là lý thú. Và tôi muốn quý bạn cho em vỗ vai người bên cạnh nói rằng đừng để cỏ mọc trên lối mòn nhé. Chẳng những quý bạn cho em và tôi là những con cái của Chúa cần phải luôn tỉnh thức. Bởi vì chúng ta yếu đuối. Nhưng khi nghiên cứu về sự tỉnh thức thì tôi thấy có một câu kinh thánh rất là lý thú cho biết rằng Đức Chúa Trời cũng tỉnh thức nữa. Chúng ta yếu đuối, chúng ta tỉnh thức không nói gì. Nhưng mà kinh thánh nói rằng Đức Chúa Trời cũng tỉnh thức nữa. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 1 câu 11-12 lại có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng tôi thấy một cây gậy bằng cây hạnh. Đức Giê-hô-va phán rằng: ngươi thấy phải đó, ta sẽ tỉnh thức giữ lời phán ta đặng làm cho trọn. Cây hạnh là biểu tượng của sự tỉnh thức. Và nếu quý bạn chị em đến Australia trong tháng 9 này, quý bạn chị em bắt đầu sẽ thấy hoa hạnh đã nở rồi. Tôi tin chắc như vậy. Bởi vì nó nở sớm hơn hết trong các loài hoa. Từ Do Thái nó có nghĩa là sakik, đồng âm với cái chữ thức tỉnh. Và có lẽ đó là lý do mà nó là biểu tượng được dùng ở trong cái cây đèn chín ngọn ở trong nơi thánh, ở trong đền thờ hay trong đền tạm, và biểu hiện cho sự tỉnh thức. Những lời Chúa phán với Giê-rê-mi bày tỏ rõ ràng rằng Chúa không bao giờ sao lãng, nhưng luôn luôn nhớ đến dân sự của Ngài và chờ đợi đến đúng mùa đúng lúc để làm thành những lời hứa của Chúa dành chúng ta. Những gì Chúa hứa với bạn chị em và tôi thì Chúa luôn tỉnh thức để đến lúc, đến thời điểm Chúa sẽ làm thành. Thưa quý bạn chị em, Đức Chúa Trời còn tỉnh thức để làm thành lời hứa của Ngài. Thì quý bạn chị em và tôi là những con cái rất yêu dấu của Ngài, chúng ta há không tỉnh thức trên phương diện thuộc linh của chúng ta sao? Để nhấn mạnh về tầm quan trọng của điều này thì Luca đoạn 12 câu 7 nói rằng: phước hạnh cho đầy tớ nào khi chủ về thấy đang tỉnh thức. Thật ta bảo các con, chủ sẽ cho họ ngồi bàn, thắt lưng mình đến phục vụ họ. Phước hạnh vô cùng khi ngày Chúa đến, Chúa thấy quý bạn chị em và tôi đang tỉnh thức. Nhưng mà Chúa cũng cảnh cáo rằng giống như năm người nữ đồng trinh bị gọi là năm người dại, và khi gõ cửa chỗ nào ta không biết các người đâu, không có gì kinh khiếp bằng theo Chúa cả cuộc đời mà đến ngày Chúa đến, Chúa nói rằng ta không biết người là ai. Who are you? Những cơ hội thiên thượng sẽ qua đi, sẽ bị đánh mất nếu chúng ta không tỉnh thức, không cảnh giác. Chúng ta sẽ có những quyết định sai lầm nếu chúng ta không tỉnh thức, không phân biệt. Và hội thánh sẽ rời khỏi sứ mạng và mục đích Đức Chúa Trời dành cho hội thánh nếu hội thánh không tỉnh thức. Cho nên trước khi kết thúc, tôi muốn nhắc nhở, khuyến khích quý bạn chị em hãy tỉnh thức. Bởi vì
Chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng, và Chúa có thể tái lâm bất cứ lúc nào. Và tối nay cũng như sáng mai, như tôi nói, tôi sẽ chia sẻ chúng ta phải tỉnh thức. Không phải tỉnh thức để làm gì. Trước khi kết thúc, tôi đọc một câu chuyện lý thú về một người làm việc ở trên cái tuyến đường xe lửa tại Mỹ đây, trước đây. Với trách nhiệm là vẫy đèn ra hiệu cho những chuyến xe đi ngang cái cây cầu đó. Bởi vì có khi cây cầu nó cất lên để cho thuyền qua. Hồi xưa thì cần phải có người làm như vậy, cho nên cái anh này có trách nhiệm là cầm cái cây đèn khi nghe xe lửa tới. Mà nếu cầu nguy hiểm thì cầm cái cây đèn ra giấu trước để cho xe lửa ngừng lại. Lần kia cầu bị hư, và ông nghe cái tiếng kèn của xe lửa sắp tới, cho nên ông cũng chạy ra và ông cầm cây đèn, ông đưa lên đưa xuống ra hiệu. Nhưng mà rồi chuyến xe vẫn cứ tiếp tục, và cuối cùng nó đâm xuống dòng sông, rớt xuống dòng sông và làm thì chết nhiều người. Thì người đàn ông này bị đưa ra tòa. Và bởi vì người ta điều tra xem tại sao chiếc xe lửa không chú ý đến dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm của ông. Và khi ra tòa, quan tòa hỏi ông như thế này: ông có mặt trong đêm đó khi chiếc xe lửa lâm nạn phải không? Thưa đúng. Anh ngủ hay thức lúc xe lửa đến? Ông này: thưa quan tòa, tôi thức ạ. Anh có cầm cái đèn với anh không? Dạ thưa tòa có. Quan tòa hỏi câu cuối: như vậy anh có giơ cái đèn lên xuống vẫy cho xe lửa biết không? Thưa có. Và họ không có đủ bằng cớ, cho nên ông tòa cho tuyên bố ông này được trảng án và anh ta được thả. Khi anh thả được về nhà, ông không chịu trách nhiệm về cái tai nạn của chiếc xe. Khi về nhà thì bạn bè đến cũng mừng cho ông đã không bị kết án trong cái tai nạn như vậy. Và ông khi nói chuyện thì ông nói rằng: tôi rất mừng vì quan tòa không hỏi tôi là đêm đó cái đèn của tôi nó có đốt cháy hay không cháy. Nó có, bởi vì đèn của tôi đã hết dầu. Ông có cái đèn đó, ông có đưa lên đưa xuống đó, nhưng mà thế giới xung quanh nó vẫn cứ đâm đầu xuống sông mà chết. Và tôi nghĩ rằng trong đời sống thuộc linh lắm khi chúng ta cũng vậy. Và tôi muốn hỏi quý ông bạn chị em, cây đèn của quý ông bạn chị em còn dầu hay hết? Lắm khi quý ông bạn chị em cũng làm dấu hiệu cầm đèn đưa lên đưa xuống mà người ta vẫn chết. Là bởi vì đèn mình hết dầu. Đèn mình hết dầu. Hội đồng lửa thiên đã lên lần thứ 12 rồi. Nhưng không biết bao nhiêu cây đèn vẫn còn dầu, và không biết bao nhiêu cây đèn đã hết dầu hay là vẫn không cháy. Xin Chúa giúp để đèn của quý anh bạn chị em vẫn tiếp tục còn dầu. Và trước khi kết thúc, tôi muốn mời quý anh bạn chị em đứng lên và chúng ta hát cái bài thánh ca quen thuộc là Xin Cha Ban Cho Thêm Dầu. Chúng ta hát 4 câu này thôi. Chúa Thánh Linh vẫn đang tiếp tục ở trong quý anh bạn chị em. Ban cho thêm dầu thay lòng con, xin Cha ba tâm linh đầy cay luôn, xin Cha ban cho thêm dầu cay lòng con, thần linh Cha chứa say trong con. Chúng ta hát lại một lần nữa. Xin Cha ban cho thêm dầu cay lòng con, xin Cha cho tâm linh đầy cay luôn, xin Cha ban. Tôi muốn quý bạn cho em lắng lòng suy nghĩ và trả lời trước mặt Chúa: đèn của mình có còn dầu hay không? Đời sống của quý bạn cho em có đang được Chúa Thánh Linh chiếm hữu một cách trọn vẹn không? Sự sáng mà Chúa trao cho quý bạn cho em có đang chiếu rọi ra cho những người xung quanh không? Câu gốc của hội đồng chúng ta lần này trong Mác đoạn 13 câu 37. Mà trong bản phổ thông nói là ta nói với các con và ta nói cho tất cả mọi người phải sẵn sàng hay là phải tỉnh thức. Ngày Chúa Giêsu tái lâm đã gần, đã cần. Hãy tỉnh thức. Hãy sẵn sàng. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta học bài học về sự sống tỉnh thức. Nhưng mà sống tỉnh thức để làm gì? Để cầu nguyện. Nhưng mà mục đích cuối cùng của chúng ta là gì?
nhắc nhở với nhau, gom lại với nhau để cùng thực hiện đại mạng lệnh của Chúa, trở nên những chứng nhân cho Ngài. Và đó là bài hát mà tôi kính mời tất cả quý con dân Chúa cùng với ban hát của Hội Thánh tại Linwood để ca ngợi Chúa trong thời giờ này. Bài hát có tựa đề là Bước đi trong khải tượng. Cha ơi, từ muôn nơi chúng con về đây hiệp cùng nhau trong tình yêu của Cha ái từ. Và giờ đây tay trong tay, không phân biệt màu da hay sắc tộc, vì trong danh Cha kính yêu chúng con là một. Anh em từ muôn nơi trở về đây để hát bài ca về Chúa Giêsu cho mọi người nghe đến Ngài. Xin Chúa Thánh Linh thăm viếng dân tộc con, để cho dân tộc con nhận lấy phúc âm của Chúa. Đó là tấm lòng rác ruột của Chúa. Và Chúa chờ đợi con dân Chúa, hội thánh của Ngài sống ở trong khải tượng đó, tỉnh thức trong khải tượng đó. Chúng tôi sẽ hát, hội thánh Chúa sẽ cùng hát chung với chúng tôi. Phần thứ nhì sau khi dạo đàn, anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Chúa Giêsu cho mọi người nghe đến Ngài. Nếu hội thánh ngại thì thôi, nhưng mà tôi tha thiết chúng ta đứng gần với nhau, chúng ta nắm tay với nhau và chúng ta sẽ hát. Anh em chúng con mặc lấy chiến Chúa, hát bài ca về Chúa Giêsu cho mọi người được nghe đến Ngài. Tôi tha thiết xin lời của bài hát này đến với lòng của mọi quý ông bà anh chị em. Và đó là cũng là tâm tình của chúng tôi tại Hội Thánh địa phương. Quyết bước đi để làm chứng nhân cho Chúa. Sau khi hát bài hát này, ban hát vẫn đứng tại đây. Mời mục sư Nguyễn Hùng Dương lên đây sẽ cầu nguyện chúc phước. Và sau đó chúng ta sẽ xuống lầu dùng cơm trưa. Tôi kính mời Hội Thánh Chúa cùng nhau đứng lên trong thời gian. Ước muốn làm con khác.
Chúa ơi, đó là lòng khao khát của chúng con. Xin cho chúng con nắm tay nhau, hiệp một nhau và rao truyền phúc âm của Chúa ra mọi nơi, để chúng con nhìn thấy nơi nơi được Chúa thăm viếng và phục hưng. Con nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh làm thành điều đó trên đời sống mỗi chúng con. Và bởi tình yêu của Chúa, bởi sự thông công của Ngài, bởi ân điển của Chúa, bởi sự thềm sức của Ngài, bởi sự ban phước của Chúa, giúp chúng con tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi để Ngài Chúa, cho đến Ngài Chúa Giêsu tái lâm.